Dạ vâng, điện tử Cao Phong xin chào quý vị các bác và toàn thể nhâm đam mê âm thanh và yêu ca hát trên mọi nẻo đường của đất nước. Hôm nay điện tử Cao Phong xin được hân hạnh giới thiệu đến các bác và toàn thể nhâm một mẫu vang cơ lai số hàng bãi xịn đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng GD Gutin model KM 7FX. Vâng, quý vị các bác và toàn thể nhâm đã thấy trên thị trường 99% là những chiếc vang Gutin hàng mới. Vâng, thì hôm nay điện tử Cao Phong xin được giới thiệu đến các bác và toàn thể nhâm những chiếc vang GD Gutin hàng bãi. Thì đương nhiên cái chất của nó rất là chất và rất là hiếm hàng. Vâng, rất ít gặp trên thị trường các bác nhé, rất ít gặp luôn. Thì trên thị trường các bác gặp là đa số là vang Gutin hàng mới, nó cũng rất là hay. Thế nhưng mà những chiếc vang Gutin hàng bãi này thì nó có rất là nhiều nét riêng của những chiếc vang cơ lai số vang Gutin. Vâng, model KM 7FX được thiết kế một cái mặt của nó, mặt phay màu xanh nhạt các bác nhé. Một màn hình hiển thị các chế độ, nó cũng như con vang Gutin kia, như con vang Gutin kia nó làm hàng mới nó là màu xanh, như con vang này, vang Gutin hàng bãi này, nó màn hình hiển thị của nó là màu đỏ, thông số màu đỏ. Và nó cũng thiết kế tương đối là giống con vang Gutin mới, thế nhưng mà nó có cái riêng như thế nào thì xin mời các bác cùng khám phá với Cao Phong. Đầu tiên là nút chọn chế độ đầu vào thì tương ứng với lại phía đằng sau, nó có hai cửa để các bác cắm, thì các bác chỉ cần nhấn tay vào nó sẽ chọn AUX1, AUX2. Nút thứ hai là nút volume tổng của đường music, thì volume đi theo các nút tinh chỉnh đi theo, gồm nó một nút preset. Preset là giới hạn âm lượng của đường music, khi mà các bác đặt 10%, 20%, 30% tùy ý các bác. Ví dụ như đặt 10% thì cái volume tổng này có nhích hết cỡ lên thì nó đã giới hạn âm lượng bởi cái nút preset này. Nó không gây ảnh hưởng ra các thiết bị khác như là loa, nó không gây quá tải. Ví dụ như nhà các bác mà có những người bạn hoặc là những người mà người ta rượu chè, người ta chỉnh quá trớn cái volume này, hoặc là trẻ nhỏ đấy, thì cái volume này nó là khống chế âm lượng. Volume thứ hai là volume tăng giảm tiếng chép của đường music, và volume thứ ba là volume tăng giảm đường bass của đường music, và volume thứ tư là volume ba lăng cân loa. Riêng hàng mới nó không có nút ba lăng này, riêng hàng mới nó không có nút ba lăng cân loa này. Đó là nó thêm, thứ nhất là nó khác này, thứ hai là màn hình thông số của nó là màu đỏ, còn hàng mới của nó màu xanh. Và thứ tiếp theo thì nó sẽ có nút chỉnh volume tổng của đường mic, thì có echo, volume echo của mic, repeat này, đây bên đây cũng có nút preset, tức là nút giới hạn âm lượng này, và nút check của mic EQ, nút mid của mic EQ và nút bass của mic EQ. Vâng, đây là nút tăng giảm từng ngõ mic, tức là tăng giảm chi tiết từng ngõ mic. Đấy, tăng giảm chi tiết từng ngõ mic. Vâng, thì hôm nay Cao Phong xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bác và toàn thể nhìn nhau những chiếc vang bãi GD Gutin hàng rất hiếm khi gặp trên thị trường. Vang mới thì các bác có thể đặt 5-10 con có ngay, nhưng những con này thì nó gần như là hàng độc, nó gần như là giải đặc biệt của sổ số đấy bác ạ. Gần như giải đặc biệt của sổ số đấy. Còn đây là phía đằng sau nhé các bác nhé, phía đằng sau thì nó có những cái điểm khác như thế nào. Các bác theo dõi những cái vang GD Gutin mới thì nó chỉ có hai cái đường ra, tức là vế trái vế phải, tức là R và L. Đây, nó là hai ngõ này là ra để các bác đánh full này, R và L này, ao R và ao L đấy. Đây là đường ra của đánh full nhé các bác nhé. Và cái đường sup của con vang Gutin mới là nó chỉ có hỗ trợ cho bác được rắc 6 ly, nhưng con này nó hỗ trợ bác bằng rắc canon luôn. Và nó có một cái volume này, khi mà các bác gạt về phía bên này là nó cắt cốt, tức là cái đường này bác cắm vào đây để các bác đánh súp nhá, thì các bác gạt đây là nó cắt cốt cực kỳ hay luôn, cắt tuyệt đối luôn. Và khi mà các bác muốn cái cửa này mà để đánh full
tức là kết nối với các bác đánh full ấy, bởi vì tùy theo các bác muốn là nhiều cái, ví dụ các đẩy 3 kênh 4 kênh ấy, mà các bác muốn một cái cửa nữa để các bác đánh full mà các bác không cần đánh súp ấy, thì bác chuyển công tắc này và sang bên đây là nó sẽ đánh full như một cửa ra full thông thường. Còn nếu mà cửa này bác muốn đánh súp thì bác gạt công tắc sang bên này, gạt công tắc sang bên này tiến sang chữ bát này là nó sẽ cửa này nó chỉ đánh súp đấy. Nếu mà cửa này muốn đánh full thì có gạt công tắc này là nó chỉ đánh full thôi. Đây là volume tăng giảm tiếng bát, tức là volume tăng giảm của cái cửa này đấy. Đây là volume, còn đây là pre-EQ, tức là cái volume này là volume cắt cốt, cắt tần số, cắt cốt. Còn phía bên này là ngõ đường ra của đường chân tơ, đường chân tơ thì nó cũng có các chế độ như bên súp này. Đây là tín hiệu vào chân tơ và đây là chống hú này. Vâng. Và các đường mic nhé, phía đằng sau ba đường mic nhé, 1, 2, 3 ba ngõ mic. Đây, Disney USA, con này là hàng bãi xịn, công nghệ của Mỹ luôn, hàng rất là chất. Và con vang này nó có dây điện nguồn liền, nó không như con vang Gutin mới là dây điện rời, nhưng con này là nguồn dây nguồn liền luôn và rất là chất. Đây là hai ngõ vào này, AUX1 và AUX2 tương ứng với lại cái nút mà cao phong vừa những bác giới thiệu, nên các bác là nhấn vào nhả ra đấy. Đây là input này, cấp nhạc vào này, đó input đấy. Vâng, rất là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay cao phong xin được giới thiệu đến quý vị các bác và anh em những chiếc vang Grey Gutin hàng bãi rất là hiếm gặp trên thị trường luôn, rất hiếm khi các bác và anh em gặp được những con vang này. Nó là hàng độc, xử lý tín hiệu âm thanh cực kỳ hay luôn, và cái tiếng mic của nó rất là mềm, rất mềm, echo vang nhại rất là mượt, rất là mượt luôn. Con này có thể ví được những con vang số cao cấp luôn, chất âm của nó và cái đường EQ vang nhại của nó ví có thể sánh bằng những con vang số cao cấp luôn, rất là hay và hình thức đẹp nha các bác nhá. Còn con này thì hàng bãi nha các bác nhá, hàng bãi nhưng nó không có hộp, không có hộp nhưng mà nó còn cũng khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp, khá là bắt mắt các bác nhá. Các bác có thể trưng bày vào trong cấu hình âm thanh. Đấy, rất là hay luôn. Đây công tắc bật tắt nguồn này. Đấy, bật này. Cao phong đang test con bên dưới. Đấy, con này cao phong giới thiệu cho các bác thôi. Con này thì rất là chất rồi, con này hay, chất âm của nó hay lắm, rất hay luôn. Đó, thì các bác có nhu cầu về những chiếc vang Grey Gutin hàng bãi, các bác liên hệ với cao phong. Số lượng con này nó không có nhiều, nó được qua hai con này bác nhé, số lượng chỉ có 2 con thôi. Thì hôm nay cao phong làm video để giới thiệu đến quý vị các bác và toàn thể anh em những chiếc vang Grey Gutin hàng bãi, hát karaoke và nghe nhạc cực kỳ hay luôn, tinh chỉnh rất là chi tiết. Đó. Các bác liên hệ với điện tử cao phong, số điện thoại 0772 260 096. Cao phong đọc quen là 0772260096. Các bác liên hệ với điện tử cao phong số điện thoại này để sở hữu cho mình những con vang này, thì nó rất là độc mà rất là riêng, gần như là rất hiếm khi gặp trên thị trường luôn. Grey Gutin này, Grey Gutin các bác nhá, hàng bãi luôn, hàng rất là chất luôn. Vâng, một lần nữa cao phong xin mời các bác nhấn đăng ký kênh của điện tử cao phong để cập nhật các video và ủng hộ cho kênh điện tử cao phong, nhấn like, nhấn comment và chia sẻ để kênh điện tử cao phong ngày một lớn mạnh và phát triển, và với phương châm là phục vụ các bác về đi sâu về chất lượng hàng hóa cho các bác. Để xin chúc các bác và anh em luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công trong cuộc sống. Vâng, mến chào các bác và anh em.